Kính thưa quý vị và các bạn, một cô gái người gốc Nha Trang là du học sinh hiện đang sống tại thành phố Mississauga thuộc tỉnh bang Ontario, Canada. Là con ông cháu cha qua du học ở trường Sheridan College, Oakville Campus, rồi tìm cách ở lại bằng việc lấy chồng. Thế nhưng trong một comment trên Facebook, cô ấy cho rằng mình đang sống trong lòng địch, xung quanh là cờ vàng Ba Sọc và Việt Tân. Câu hỏi đặt ra là tại sao cô ấy không về Việt Nam sống trong lòng đảng ở cái xứ sở người ta gọi là thiên đường xã hội chủ nghĩa mà lại lặn lội qua tới xứ tư bản dễ chết để sống trong lòng địch làm chi cho bức xúc. Và cô ấy còn cho rằng biểu tình ở Bình Thuận toàn là cô hồn với trẻ trâu, xì ke, dân nghèo, bị xúi dục rồi sẽ cạp đất mà ăn. Qua đến đây là xứ tư bản tự do thông tin mà vẫn không chịu mở mang kiến thức, vẫn cứ mê đắm chìm ngụp lặn, bơi lội vẫy vùng trong cái sự dối trá, tăm tối, nhồi sọ của Cộng sản. Hãy xem cô ta viết status, gọi người dân, những người phản đối luật đặc khu và an ninh mạng là chúng mày, là lũ dân ngu, và kêu gọi cảnh sát cơ động, hãy chấn áp mạnh tay những người dân bằng vòi rồng. Cái thể loại này không đáng sống ở xứ tự do, mà phải đưa về vùng Formosa hay nhà máy Vĩnh Tân để bớt chu chéo. Trong một status khác, cô ta viết rằng, rất am tường về luật đặc khu vì gia đình có đầu tư đất đai trong khu Vân Đồn, chứng tỏ đây là con của Cộng sản gốc hoặc là lợi ích nhóm nên mới chửi người dân biểu tình phản đối Tàu Cộng như vậy. Đây chính là tên Hán Nô, nhưng tại sao lại không sang Tàu du học mà lết qua Canada để sống trong lòng địch? Theo thông tin vừa nhận được cần kiểm chứng, thì Huỳnh Thị Thùy Dung là con gái của ông Huỳnh Đảm, cựu ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Và thêm một tin khác, thì bố là ông Minh Tâm Huỳnh, làm trong ngành đường sắt chứ không phải là công nhân như cô ấy viết trong email. Có một người em họ hay anh họ là ca sĩ, tên là Hoàng Lâm ở Toronto. Từ đây có thể dò thêm thông tin nhờ quý vị kiểm chứng. Tại thành phố Toronto, để ghi lại buổi họp cộng đồng chung quanh vấn đề cô Huỳnh Thùy Dung, mời quý vị đón xem chương trình chúng tôi sau đây. Vào ngày thứ Bảy, 23 tháng 6 năm 2018, vào lúc 1 giờ đến 3 giờ trưa, tại trụ sở Hội Người Việt Toronto, với buổi họp của cộng đồng đã ra thông báo lên tiếng phản đối cô Huỳnh Thị Thùy Dung đã xúc phạm cộng đồng người Việt hải ngoại và có hành vi kích động Cộng sản Việt Nam đàn áp những người biểu tình trong nước. Tại buổi họp này, cộng đồng người Việt Toronto đã thành lập một ủy ban để thu thập hồ sơ và dùng biện pháp để đối phó với những cá nhân có hành vi trái luật pháp như cô Huỳnh Thị Thùy Dung. Canada đứng thứ tư trên thế giới với nhiều du học sinh. Cô Huỳnh Thị Thùy Dung là du học sinh tại trường cao đẳng Sheridan College tại thành phố Mississauga, đang xin ở lại đây lấy chồng Việt Kiều Canada. Nhưng rất là lạ là cô sang Canada để được hưởng một nền giáo dục văn minh và tự do. Nhưng cô viết trên Facebook của cô rằng cô rất bức xúc khi phải sống trong lòng địch, Việt Tân và bao que theo Facebook của cô. Không ngừng ở đây, cô lên tiếng trên Facebook cá nhân cô. Cô ca ngợi Cộng sản Việt Nam và kêu gọi Cộng sản Việt Nam nên thẳng tay đàn áp, đánh đập người đi biểu tình trong nước bằng những biện pháp như dùng vòi rồng, bơm cây, dùi cui, đập cho vỡ mặt những người đi biểu tình. Ngoài ra, chúng tôi trích từ Facebook của cô Huỳnh Thị Thùy Dung nói rằng những người đi biểu tình toàn là những người nghèo được trả tiền, côn đồ bị kích động. Chúng tôi đã liên lạc với cô Huỳnh Thị Thùy Dung để cho cô có cơ hội để bày tỏ ý kiến của mình. Nhưng Facebook của cô đã bị cô xóa và cô Huỳnh Thị Thùy Dung đã email chúng tôi vào ngày 20 tháng 6 năm 2018 nói rằng Facebook của cô đã bị hack. Nhưng cô không đưa ra bất cứ chứng cứ nào cho thấy Facebook của cô đã bị hack. Chúng tôi đã mời cô đến buổi họp cộng đồng ngày hôm nay. Cô từ chối đến dự buổi họp cộng đồng vì lý do đang bận học thi. Cộng đồng người Việt tại Toronto tôn trọng và hoan nghênh tất cả các em du học sinh, mong rằng các em có thể đóng góp cho đất nước sau này. Nhưng rất thất vọng khi thấy một du học sinh đã được hấp thụ nền văn hóa tự do, lại ủng hộ cho một chế độ độc tài, độc đảng, tàn ác và vi phạm nhân quyền và đang bị thế giới lên án chỉ vì lợi ích riêng của mình và vì gia đình cô có sở hữu đất đầu tư một số đất ở Vân Đồn. Ngoài ra, cô Huỳnh Thị Thùy Dung còn chỉ trích rằng nhiều người ngu không hiểu đặc khu kinh tế là gì, ngu mà cũng lên tiếng phản đối. Thêm nữa, cần phải khóa mồm các chuyên gia ngu như lợn. Và gia đình cô đã nghiên cứu rất rõ và hiểu rõ về luật đặc khu hành chính kinh tế. Nhiều người cũng đặt câu hỏi rằng gia đình cô Huỳnh Thị Thùy Dung là thuộc thành phần nào.
dự luật Minsky có thể áp đặt trong trường hợp này hay chăng? Sau đây là phần phát biểu của các quan khách tham dự. Mời quý vị đón xem. Vâng, như chị Bồng đã biết thì theo như cái phiên họp ngày hôm nay, chúng ta đã mời cô ta đến để giải thích những vấn đề cô ta đã viết trên mạng, những cái lời rất là nặng nề, rất là đau đớn cho những người Việt chúng ta. Không cần những người Việt tị nạn, cộng sản, mà chính những người Việt ngay trong quốc nội mà nghe được những cái lời của cô ta nói thì những cái lời rất là đau lòng. Thành ra chúng ta mới có buổi họp ngày hôm nay, chúng ta đã cho cô ta một cơ hội để giải thích những cái lời của cô ta, và cô ta đã không có tham dự ngày hôm nay, nên thành vì vậy nên cộng đồng chúng ta mới có một cái quyết định là sẽ tìm những cái phương thức để mà cho cô ta hiểu được cộng đồng chúng ta là như thế nào, và những cái dòng máu lạc hồng chúng ta muốn như thế nào cho đất nước của chúng ta. Dù cho chúng ta đã xa quê hương 42 năm nhưng mà chúng ta không bao giờ rời quê hương đất tổ chức của chúng ta cả. Tất cả những đồng bào ở đây đều đồng thuận một điều là chúng ta phải có một cái hành động gì với những cái lời phát biểu cũng như những cái hình ảnh mà cái cô Dung Quỳnh này đã đưa ra. Như tôi đã phát biểu trong cái cuộc họp này, nếu chúng ta không có hành động gì thì sẽ làm cho những thành phần nằm vùng và những thành phần gọi là thân cộng ở cộng đồng Toronto này nói riêng và toàn thế giới người Việt nói chung, tụi nó sẽ ỷ y và tụi nó nghĩ là người Việt mình sẽ không làm gì hết. Và cái điều rất quan trọng là cổ đã có những cái lời gọi là rất là dị ứng, là đồng ý ủng hộ những thành phần công an, thành phần ác ôn trong nước là dùng vũ lực đối với những người biểu tình rất ôn hòa ở trọng. Thì đó là vấn đề mà rất quan trọng về tự do ngôn luận ở Canada nói riêng và cả thế giới nói chung. Thì Thảo nghĩ trước tiên là tại vì có nhiều người không có theo dõi qua Facebook mà cũng không có dùng Facebook, thành ra cộng đồng người Việt mình không có aware được những cái trường hợp này xảy ra. Thì trước tiên là mình phải đăng những cái hình ảnh này của cô Dung này lên cho cộng đồng người Việt, đăng lên thời báo để cho cộng đồng người Việt mình biết sự việc đang xảy ra như vậy, coi như là kẻ thù đang ở trong sân nhà ta. Theo mình nghĩ thì cô này chắc là con ông cháu cha thứ gọc sang đây du học. Thành ra cô mới có những cái lời lẽ mà đăng trên Facebook phải nói là cay độc, xúc phạm đồng bào ở nước ngoài này, và có những lời lẽ rất là tệ với lại dân tộc Việt Nam, những người còn ở bên Việt Nam. Chào tất cả quý khán giả của đài SBTN. Thật là một cái điều mà hơi không vui vẻ cho cộng đồng lắm, có những cái chuyện như thế này. Tất cả những người Việt ở đây muốn có một cuộc sống an cư lạc nghiệp, không ai muốn bỏ thì giờ của mình là đi biểu tình hay là đi nhóm họp để lo đối thoại hay đối chuyện với lại một cái cô du học sinh. Tôi rất là hơi đau lòng một tí xíu là cha mẹ của cô đã bỏ tiền qua bên đây cho cô biết bao nhiêu thời gian để học những cái văn minh tiến bộ trên cái xã hội này, và cô không có học hành được, mà ngược lại cô còn lại cổ suý những cái chuyện hà hiếp, quay lại là sỉ nhục những người biểu tình yêu nước ở Việt Nam, cho họ là những cái phường xì ke ma túy này kia không, rồi cổ võ cho những cái hành động mà luật pháp Canada không được là hợp pháp, tức là dùng bạo lực, vũ lực hà hiếp những người dân vô tội. Đó không phải là cái lối cư xử của một cái con người văn minh hay là một cái người có học để mà làm những chuyện đó. Thật ra nó là một cái vết nhơ, nhưng mà dù sao đi nữa đây cũng là một cái bước đầu mà cộng đồng nên có những cái hành động, và nhất là những người Việt hải ngoại của chúng ta có những cái hành động để mà ngăn ngừa. Thì nó là cái hậu quả của cái văn hóa đồi trụy cộng sản nó đang lây lan ở trong cái xã hội của chúng ta. Nếu mà chúng ta không có ngăn ngừa được, không có những cái hành động cụ thể nào để mà bớt được, thì nó càng ngày nó sẽ lây lan tới những con cháu của chúng ta và những thế hệ sau này về cái xã hội của Canada cộng đỏ. Và tôi hy vọng rằng đồng bào của chúng ta ủng hộ những cái tinh thần trước hết là của cô Mộng Thu và chị Thanh Tâm của đài SBTN, hai người chiến sĩ
đã xung phong dành đến làm tiền đồn để mà chống cộng sản trong cái cộng đồng của người Việt Toronto. Một lần nữa xin cảm ơn hai cô, cảm ơn tất cả. Dạ thưa chị Mộng Thu, và xin thưa quý vị, đó là vào ngày 18 tháng 6 của năm 2018 thì Thanh Tâm nhận được một thông báo của một thân hữu nói là có một người đã viết những cái lời lẽ xúc phạm đến cộng đồng, cũng như là những lời lẽ phỉ báng và mạ lụy cái lá cờ vàng. Và Thanh Tâm đã đăng tải cái thông tin này ở trên mạng xã hội của mình. Và Thanh Tâm đi vào Facebook của cô này để tìm hiểu thì được biết đó là cô ấy đã có những cái lời xúc phạm đến người Việt quốc gia ở đây, cũng như là cô ấy nói là đang sống trong lòng địch. Và sau đó thì Thanh Tâm tìm được những cái post là cô ấy nói rằng là yêu cầu những người cảnh sát cơ động ở trong nước phải đàn áp mạnh tay vào đối với những người biểu tình. Thì Thanh Tâm cảm thấy rất là phẫn nộ, bởi vì hiện nay tình hình trong nước của mình đó là chúng ta thấy là cộng sản đang muốn bán nước cho Tàu, và người dân họ xuống biểu tình rất là ôn hòa nhưng mà bị cộng sản đàn áp như vậy. Thì sau đó thì Thanh Tâm muốn có một buổi họp cộng đồng để mà quý vị hãy đến để bàn thảo cái chuyện này, và chúng ta cần phải có một cái giải pháp đối với những cái người mà đang sống ở trong định mức xã hội tự do dân chủ mà còn có những cái ý tưởng như là ca ngợi cộng sản, cũng như là có những cái ý tưởng là làm xáo trộn cộng đồng ở đây. Em có thể cho khán giả biết nhiều chi tiết mà cô đã viết trên Facebook cá nhân và những gì cô đã làm với Facebook của em. Dạ thưa chị Mộng Thu, thì sau khi mà Thanh Tâm đăng tải cái này đó thì cô ấy đã report Thanh Tâm trên Facebook, và Facebook của Thanh Tâm bị khóa 3 ngày. Còn cô ấy cũng đã khóa cái tài khoản Facebook của mình, và sau đó thì cô ấy đã nhắn tin cho email cho Thanh Tâm nói là cô ấy đã bị hack vô cái Facebook account của mình. Và Thanh Tâm cũng đã có mời cô ấy đến để có một cái buổi họp ngày hôm nay trình bày những cái chuyện mà đã xảy ra với cô ấy. Tuy nhiên cô ấy đã lấy lý do là bận học thi nên không có mặt được. Thưa quý vị, thì cô ấy đã có những cái điều xúc phạm nặng nề đến đồng bào ở trong nước như là ở hải ngoại như sau. Về những người biểu tình thì có những đoạn trên Facebook cô Dung Quỳnh đã viết là chúng mày lũ dân ngu mặt là thành phần xì ke, hút chích, vô học, bị xúi dục vì mấy trăm ngàn đồng. Lũ chúng mày ngu si lắm, ngu đến mức là không giấy bút nào tả được nên mới đi tin lời kích động của đám cày vằn chó sọc bên Cali. Một đám ngu dốt muốn kéo lùi bánh xe lịch sử. Chính quyền phải xem dân như con. Con ngu dốt cứ quậy phá thì phải đánh cho thật đau, cho chừa. Sắt đá lên, huy động cảnh sát cơ động và vòi rồng, trấn áp cái bọn này cho mạnh tay vào. Về bản thân của mình thì cô Dung có những cái đoạn như sau. Là bản thân, quê tôi có đặc khu Vân Đồn, gia đình có một số dự án và bất động sản đầu tư vào nơi này. Và trong cuộc sống hiện nay đó thì cô ấy lại viết là em đang sống trong lòng địch, xung quanh là cờ vàng, là cờ ba sọc, là Việt Tân. Nên em hiểu thế nào là đám dân ngu đó bị xúi dục. Thì em có thể cho khán giả biết chúng ta ngày bữa nay có buổi họp này, chúng ta đã có những biện pháp gì để mà đối phó những người như cô này? Dạ thưa chị và thưa quý vị, thì sau khi mà có buổi họp này thì Thanh Tâm đã đề nghị là chúng ta nên thành lập một ủy ban để mà theo sát cái vụ này và có những cái hành động cụ thể. Và chúng tôi đã có một ủy ban gồm 6 thành viên, trong đó có chị Huỳnh Thiên Hà, trong đó có anh Lê Thường Kiên, trong đó có bạn trẻ Châu Tuấn, trong đó có anh Nguyễn Công Minh, Nguyễn Quốc Hưng. Và chúng tôi sẽ có những cái biện pháp, ví dụ như là chúng tôi sẽ gửi thư lên một bản tuyên cáo với tất cả trong cộng đồng ở thành phố Toronto bằng cách là đăng qua báo chí, truyền thông báo chí. Và chúng tôi cũng sẽ gửi một lá thư bản lên tiếng đến trường học của cô ấy và đến Bộ Giáo dục của Canada. Và thứ nhì là chúng tôi sẽ liên lạc với thượng nghị sĩ Ngô Thanh Hải để xem và tìm hiểu coi chúng tôi sẽ áp dụng cái luật Magnitsky vào cái trường hợp này như thế nào. Và chúng tôi sẽ báo cho ACMP biết về những cái điều mà cô ấy đã vi phạm luật pháp Canada, đó là có những cái lời sách động, có những cái lời cũng như hành động, ví dụ như là sách động biểu tình, sách động bạo lực đối với những người trong nước, cũng như là có những cái hành động quấy nhiễu cộng đồng ở đây. Chúng tôi là sẽ chia sẻ hình ảnh của cô này, và nếu mà quý vị nào biết thông tin chi tiết về cô gái này thì xin hãy cho chúng tôi biết, liên lạc với Hội Người Việt, liên lạc với Thanh Tâm, bởi vì chúng tôi sẽ điều tra xem cô ấy có phải là thành viên của Đảng Cộng sản Việt Nam hay không. Bởi vì cái luật Magnitsky thì áp dụng vào những cái người mà ở Việt Nam mà vi phạm về vấn đề đàn áp người dân, vi phạm về vấn đề nhân quyền. Và chúng ta có thể chế tài đóng băng tài sản, cũng như là chúng ta sẽ có cái biện pháp về vấn đề di trú tại Canada. Vừa rồi những hình ảnh ghi lại của phóng viên SBTN.